Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ giả xe cứu thương chặt chém bệnh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh như đã thông tin, ngày 11 tháng 8, Công an quận Tân Bình đã lấy lời khai của Nguyễn Duy Tâm, sinh năm 1990, ngụ tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, tạm trú tại đường Tân Thới Nhất 10, quận Tân Thới Nhất, quận 12. Phường Tân Thới Nhất, quận 12, khi tiếp nhận trình báo, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức chặn bắt. Công an phường 15, quận 8 đã giữ được Tâm cùng phương tiện. Tâm chính là tài xế điều khiển xe ô tô giả, xe cứu thương chở người từ phường 10, quận Tân Bình đến bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 10 tháng 8, gần 4 km nhưng lấy chi phí 3,5 triệu đồng. Thời điểm bị chặn xe, trên xe của Tâm có chở một bệnh nhân COVID-19 từ quận 8 đến bệnh viện Gia Định. Công an phường 15 và công an quận 8 đón xe cứu thương khác để đưa bệnh nhân đến viện. Tại thời điểm bị chặn kiểm tra ở quận 8, Tâm đã không xuất trình được căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe. Khi bị công an đưa về trụ sở, Tâm khai nhận được công ty vận chuyển cấp cứu 115 phía Đông có trụ sở tại thành phố Thủ Đức điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19, nhưng Tâm không rõ địa chỉ công ty. Tâm còn cho biết giá cả vận chuyển do người nhà bệnh nhân thương lượng với công ty, Tâm không biết giá cả. Khi vận chuyển trên xe không có bác sĩ, nhân viên y tế, nếu xảy ra sự cố về sức khỏe của bệnh nhân thì Tâm tự xử lý. Hiện Công an quận Tân Bình đang làm việc với Tâm và đồng thời thu thập các thông tin liên quan đến công ty mà Tâm có khai báo để tiến hành điều tra xử lý tiếp. Tiếp tục chương trình là các thông tin đáng chú ý khác. Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 vào ngày hôm qua, mùng 10 tháng 8, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố còn trên 913.200 liều vaccine phòng COVID-19. Với tốc độ tiêm vaccine như hiện nay, thì dự kiến đến ngày 12 tháng 8 sẽ tiêm hết số vaccine này. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt mức độ tiêm vaccine phòng COVID-19 tới 100% người trên 18 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 17 đợt bổ sung vaccine của Bộ Y tế với tổng số vaccine là trên 4,1 triệu liều. Để đạt được mục tiêu đạt độ bao phủ vaccine cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Y tế tiếp tục cấp vaccine trong tháng 8 với tổng số liều là hơn 5 triệu liều, bao gồm mũi 1 và những người đủ điều kiện tiêm mũi 2. Với tốc độ tiêm vaccine như hiện nay, dự kiến sẽ có khoảng 7 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine. Như vậy, sẽ đạt gần 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine so với kế hoạch đặt ra là 70%. Lý giải về số liều vaccine có sự chênh lệch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Bộ Y tế, ông Nguyễn Hoài Nam thông tin, thành phố chỉ tổng hợp số liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ về cho các đơn vị tại thành phố. Trong khi đó, số liệu vaccine Bộ Y tế tổng hợp bao gồm cả số lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ về cho các đơn vị trực thuộc thành phố Trung ương, Bộ Công an, Quân đội như Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủng hộ thành phố mua nhập khẩu vaccine COVID-19 của Moderna phục vụ nhu cầu tiêm chủng cho người dân. Bộ Y tế cho biết sẽ tạo điều kiện thực hiện các thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm định vaccine nhanh nhất và đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về việc mua 5 triệu liều vaccine trước ngày 15 tháng 8. Trước đó, Bộ Y tế đã làm việc với công ty J&J Pharma, đơn vị được Moderna chỉ định nhập khẩu phân phối vaccine COVID-19 cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Theo đó, công ty J&J Pharma dự kiến có thể cung cấp được 5 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna cho Việt Nam. Bộ cũng đã gửi 3 văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục mua để có vaccine cho người dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị kịp thời trao đổi với Bộ Y tế. Tuy nhiên, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được thông tin về tiến độ thực hiện mua vaccine của Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp nếu Thành phố Hồ Chí Minh không mua, đề nghị có văn bản trước ngày 15 tháng 8 để Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho đơn vị, địa phương khác mua, không để mất cơ hội mua 5 triệu liều vaccine của Moderna trong năm 2021. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định mới về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó có bổ sung, điều chỉnh một số nhóm đối tượng trong khám sàng lọc trước tiêm vaccine phòng COVID-19. Đáng chú ý, phụ nữ mang thai trên 13 tuần có thể tiêm vaccine COVID-19. Đây là lần thứ 4 Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine COVID-19 với nhiều lưu ý mới. Bộ này cho biết các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là người trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vaccine. Trong quyết định mới, 3 trường hợp cần trì hoãn tiêm gồm có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng, đang mắc bệnh cấp tính, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Như vậy, với quyết định mới, phụ nữ đang cho con bú, mang thai từ tuần thứ 13 trở lên có thể tiêm vaccine COVID-19 với các loại vaccine COVID-19 khác nhau. Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai và cho con bú chống chỉ định với vaccine Sputnik V. Với phụ nữ mang thai trên 13 tuần, cần được giải thích lợi ích, nguy cơ và ký cam kết đồng ý tiêm và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm. Hiện tại, khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 khi tiêm vaccine COVID-19 đã được phê duyệt tại Việt Nam gồm AstraZeneca 8-12 tuần, Sputnik V 3 tuần, Pfizer 3 tuần, Moderna 4 tuần, VeroCell 3-4 tuần. Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, lễ ký kết thỏa thuận bảo mật về việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine NanoCovax của công ty Nanogen cho tập đoàn dược phẩm Vecaria Ấn Độ đã diễn ra tại trụ sở của cơ quan này. Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến diễn ra vào ngày 8 tháng 8 tại trụ sở của Đại sứ quán Việt Nam ở New Delhi. Trước đó, công ty Nanogen đã ủy quyền cho đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu, đại diện công ty để đàm phán với các đối tác Ấn Độ về các vấn đề chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax. Việc ký thỏa thuận NDA sẽ là cơ sở để hai bên tiến tới thảo luận sâu hơn về các nội dung hợp tác cụ thể liên quan đến sản xuất, phân phối vaccine NanoCovax quy mô lớn, khi các cơ quan chức năng cấp phép sử dụng khẩn cấp. NanoCovax là vaccine COVID-19 do công ty Nanogen của Việt Nam nghiên cứu phát triển. Vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Việt Nam, bước đầu cho kết quả tích cực. Hiện công ty Nanogen đang phối hợp với các cơ quan trong nước thúc đẩy quá trình thử nghiệm để có thể sớm tiến hành thủ tục xin cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chiến sĩ biên phòng đang căng mình tuyến biên giới để hoàn thành nhiệm vụ. Tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, chiến sĩ tại đồn biên phòng Nậm Lạnh đã không thể về quê khi nhận được tin cha mất. Và đây là câu chuyện không chỉ của riêng các chiến sĩ đồn biên phòng Nậm Lạnh, mà đó là câu chuyện của rất nhiều những chiến sĩ tuyến đầu chống dịch trên cả nước, ghi nhận tại Sơn La. Mới đây, Đại úy Vũ Công Liệu, chiến sĩ thuộc đồn biên phòng Nậm Lạnh, bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, nhận được tin bố đẻ ở quê nhà Vụ Bản, Nam Định mất do bệnh nặng. Nhưng vì đang thực hiện nhiệm vụ chốt trực công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới huyện Xô Cộp, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nơi đang có những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, nên anh Liệu đã nén nỗi đau, gác lại niềm riêng, ở lại đơn vị để cùng các cán bộ chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Dịch bệnh phức tạp, tôi không về chịu táng bố được. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, tôi hứa sẽ cố gắng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới cùng với đồng chí đồng đội. Xin cảm ơn các cấp đã quan tâm, chia sẻ và chia buồn tới bản thân tôi và gia đình. Đồn biên phòng Nậm Lạnh đã lập bàn viếng vọng tại trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh để đồng chí đồng đội chia buồn và gửi vòng hoa động viên. Thực hiện cái sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn biên phòng Nậm Lạnh đã lập cái bàn thờ vọng, để qua đó thì cũng để các đồng chí trong đơn vị rồi là bạn bè của đồng chí Liệu đến thắp nén nhang chia buồn với đồng chí Liệu và gia đình, một phần nào đó để góp phần động viên đồng chí Liệu yên tâm tư tưởng, tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình. Công tác phòng chống dịch COVID-19 vẫn còn nhiều gian nan, vất vả. Những cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch, gác tình riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cập nhật của VTC Now ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.